Mày làm tay cùng á, mày tới nhà hàng nhỉ? Vô cái điện thôi. Nhà hàng đi. Cô đừng bỏ con nhá, bỏ mẹ con nhé. Cô không bỏ con đâu, từ bây giờ ở đây với cô nhé. Ngu nhiều quá các cô. Ngu, chị không bỏ lắm cho con được. Thôi, mày đã tại vì con sợ bảo chúng người ta. Vì con chúng mày hay nó là buổi ý của nay tôi nhà khô từ nghe giờ thôi thì ra cái buổi ra mà nó còn tôi nhà bắt đấu hổ vô mình cái đàn vua bắt cũng mãi các trang thì vô mình là mãi hàng tập hoa hoa. Ừ, cái xe nhưng mà cá hổ ấy to. Tại vì mình mặn còn cái ruộng này nhé bé. Ừ, cái tam to nhiên mà cá. Cô vừa đi mặt tao à? Ừ, con sẽ tôi đừng bán con tổng là nhà mẹ đã đôi đừng bán bé triệu là đi nhìn bắt tao thu nhận cái lộn. Alo anh à, vợ em nhất trí bán nhà rồi, anh lên xem hộ em với. Cô này, với thầy chú này, con nọ cũng thống nhất với chú Thiện đây à. Anh mua nhà, anh đồ đạc là của cô chú ấy, tủ bàn ghế, tủ kệ, tivi này để cho anh. Anh nói từ đầu rồi, còn những cái cô chú chỉnh viện mang này, quần áo chăn màn thôi. Đấy, cho cô chú nhất trí thì bàn giao tiền. Anh vợ chồng em cũng thống nhất là như anh vừa nói ấy, em cũng nhất trí thôi. Anh cứ thanh toán trước cho em một nửa, trong 1-2-3 ngày nữa thì em sẽ dọn đồ ra hết. Rồi rồi. Đây, cái thứ nhất là anh giao cho 50 triệu trước. Chậm buổi đêm đi. Ừ. Đấy, và đến xem. Anh cô chú thu xếp cho anh và 2-3 hôm nữa anh đến nhà nhé cô chú nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Cho nhà ăn uống đâu?
giờ được vợ bán nhà rồi, tí nữa em vẫn chụp cũng nọ mình nói rằng là anh ra đấy em đón anh cho là vợ và hai anh mình đi vào Nam nhé. Hôm nay chồng em xuống anh trả hết tiền rồi. Không, em chả thấy chồng em nói gì. Hai vợ chồng hay trao đổi nhau đó chứ. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chị quá, mày chẳng nhớ nhũng. Mày nhớ gọi cho bậc kế chết tàu, cái tài áo mình nó có mình Việt Nam đấy. Đồ, chẳng hai bé chẳng là nó đó. Hai cháu, hai cháu lại nó tí nhiêu. Mày cười.
Cú ơi! Cú ơi! Cú hi giờ đang dần lò nay nọ à? Cú cú mang nay là. Nè, giờ tôi phun tóc cú duẩn. Dạ sư nè, cú nọ trong ba tôi nó phun tóc cú duẩn nữa à? Ừ, cái cho phun ăn đồ. Vừa phun bê mẹ lo nhỉ chết chẳng tôi cần ai là. Ồ, chứ phun bê lùng tụi tao gốm bên hai mải lưu kèo đĩa căn cắp cái dây ao mình nhỉ. Có nào phun sẽ khó hỏi ô, phun ô. Khó hỏi nhé, ai dụa hả, dìa tọc phun xuống hả? Phút ba thì phun nó, phun cả tọc. ข้าวเหรอข้าวเหรอปูนะอีหอกูหาปูก้องปูข้าวเหรอไม่ใช่หมอนปูเตียวกูปูมันนะอ่ะก็มาเว้ยปูมาจะยิ้มวันทุกปูมันนะอืมก็กูปูมันนะ cô điện phun hệ cô học cô điện phun hệ nó kiểu nó phun mình bút tàu bút vào mà lấy đầu tập cái cuối đó cú hai đời cái á, vậy hi buổi muộn giang á phụ nữ đi mẹ lao á, không có nào cú mà té mà đụng đau, cú sẽ mà đau chắc nè, là yêu cú yêu phụ đụng đau phụ nữ giống non liu, có nào
phun trước cú mình giáo viên nếu cú đã mình nuốt đủ đau cú phun à con hồ đã phun trong bãi nhá. Đào phun tật thần này mà đào này cú phun đùn đào này phun đào tới này cú phun số năm liều và số piao này đào vườn vườn đáng là cú nhe phun ở lùn đáng số piao cú cỏi mày cú đào tế phun mà số che tới cùng chủ vua tên đào là à này cú cú tụm đùn đào này phun à đào tới này đáng cho mày lại mà cú như đáng phun cú cỏi tô ở lủng phun chứa tiểu phun thuốc cỏ tấu tấu kéo phun phun tấu cả phun chủ chết cháy đau cháy nó à nó phun trong bát kia nữa à Thank you.
à tập tôi bữa nay thì mẹ à phút kia quá ô cái phương bài hả ngắm hay là hoảng lại
Thank you.
Em ơi. Mùa mùa cá chân này á? Cá chân này ha, lũ tao cũng tiền với nhà mày treo đĩa dính mặt còn dầm. Đây tại chỗ treo như này dầm ha. Mùa mới tao sẽ mua nha. Cái may mắn thôi, lại quả quả mà có, thì mổ. Má mà hơi nhiều ngọt. Đồ tu nó chưa có rồi nào đâu.
chú, ta cổ tiêu ta kia này, rồi béo thế này. Thank you.
Mày là hát tê cùng quá, mày tới nhà hàng nhạt. Có nào căn dê mì hoa, dê tớ hàng của nhạt. Ta, không cái gì ạ. Bố mày tiêu nè. Dê mà tiêu. Bố bố mẹ nè. Dê bố, tại nhà dê mẹ, mình Trung Quốc ạ. Yo, cứ liền hồ. Anh nhà hàng này. Nhà nhà tiêu nữa. Tiêu nha. Nó một bữa nay à cái xe đi
Con ơi, sao ấy, con ơi, con ơi, không sao, không sao, từ bây giờ với cô ở đây nhé, không sao, không bỏ con nha, bố mẹ con nhé, cô không bỏ con đâu, từ bây giờ ở đây với cô nhé, thế bây giờ cô ngủ với con nhé. Con ơi, dậy đi. Ăn cháo xong cô cháu mình đi bắt cá nhỉ. Con tự ăn nhé. Còn ăn nữa không? Để con mang đi nữa. Rồi, rồi, rồi đi.
con ơi. Cá cá con ơi, cá nhiều lắm đấy. Nhiều quá các cô. Tiền mua quần áo cho con rồi con ơi. Mang đi chợ bán mua quần áo cho con nhờ. Yeah. Con ơi, đi chợ bán cá đi. Vâng. Bán bao nhiêu?
Con đi vào thử nhé, chị lên mặt luôn nhé. Đâu đấy mấy bộ ấy em nhỉ? Con có bị sao không? Con đau chỗ này. Đau chỗ này có đi về được không? Cô ơi, cho con mang cái này về nhé. Con lấy ở đâu? Thế cô có con rồi. Cô ơi con đói. Thế để cô đi xem có cái gì ăn.
Thế con ở đây đợi cô đi đào sắn về, cô cháu mình cùng ăn nhé. Đây. Đó rồi. Đây, cô thử. Con tự ăn được không? Được. Cho cô bôi thuốc chống muối đốt. Con cười con cá. Con đi được à? Thế con ở kia chờ cô một tí. Thế con ở kia đợi cô một tí nhé.
con bỏ cô không bỏ con như mẹ con mà. Con mày về tao thôi, mày đừng bỏ tao nhé. Con ơi. Con tưởng cô bỏ con rồi, cô không bỏ con đâu, cô bảo con ở đây đợi cô mà. Cô cháu mình đi quấn lá rong đi bán để lấy tiền đi. Vâng. Con ơi, đỡ mệt chưa con?
con ơi. Ôi con bị sốt rồi. Con bị sốt rồi, con ở đây đợi cô đi lấy thuốc cho con nhé. Em đi đâu vội thế? Con bé nhà em đang bị sốt cao, em định đi lấy thuốc. Ừ thế để anh đi lấy cho, em cứ về trông cháu đi nhá. Vâng, thế em cảm ơn anh nhé. Rồi. Cô lau người cho con nhé. Em ơi. Em lấy thuốc đây. Lấy cái thuốc uống nhá. Vâng. Cái này dán thuốc hạ sốt nhá. Vâng. Đây là chữa cho cháu này. Vâng. Cảm ơn anh. Ba tiền để em gửi. Thôi cái này anh không lấy đâu. Đây anh mua cho cháu thôi. Em cứ đi chăm sóc cháu đi. Thế em cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi không có gì đâu. Em về nhá. Cô dán, mình dán cho con nhé. Con dậy uống sữa nhé. Uống sữa xong thì uống thuốc nhé. Con muốn nằm, con không muốn uống nữa. Ừ thế con nằm ở đây đợi cô đi lấy thuốc pha thuốc cho con uống nhé. Con dậy uống thuốc nhé.